tham gia. Hôm mời bạn thì đấy, em giới thiệu tên. Xin mời bạn Đại lên bảng tham gia và chơi. Ở luật chơi như sau, bạn Đại sẽ không được nhìn vào hộp quà của cô mà đưa tay vào trong cái hộp quà này. Các em sẽ đoán đồ vật và giới thiệu với bạn Đại là trong hộp quà của cô nó có 4 đồ vật. Nếu bạn muốn nhận quà thì trong thời gian là 30 giây bạn vừa phải lấy được quà lên và đoán tên đồ vật. Và để giám sát xem là bạn Đại có thực hiện yêu cầu hay không, cô nhờ bạn Minh sẽ lên xem là bạn có quay lại nhìn không giúp cô nhá. Rồi, bạn Đại đã sẵn sàng chưa? Rồi, phần thi của bạn Đại cho sẵn tay vào thùng đi nào. Bạn Minh sẽ cầm giúp bạn Đại những cái đồ vật mà bạn ấy đã nhập được rồi nhá. Để bạn còn tham gia tiếp theo. Thời gian cho bạn Đại bắt đầu. Đây là di chuyển. Minh sẽ đặt cảm khảo với cô. Thời gian có hạn đấy ạ. Đây là cái tay sắt, đây là cái móc sắt, đây là cái thời bạn Minh nhận xét cho cô xem bạn Đại quá trình thực hiện của bạn Đại như thế nào. Cô là có thể tiên là bạn chẳng phải đây là trên bàn đây là cái gì à, chúng ta gọi là dây dẫn điện đúng không ạ, có lõi làm bằng đồng. Vậy bây giờ thêm một câu hỏi phụ nữa cho bạn Đại, xem bạn có xứng đáng nhận được phần quà của cô không. Bây giờ trong 4 cái chất liệu mà bạn vừa giới thiệu gồm có kim loại bạc, kim loại sắt, nhôm và lõi đồng để làm nên các vật thể mà bạn xét, thì bạn Đại hãy cho cô biết là kim loại nào là kim loại hoạt động hóa học mạnh nhất. Đây trong 4 cái kim loại nào hoạt động mạnh nhất. Các bạn sẽ học bài nhau thôi, sao kim loại nào? À, ở đây có biết nói đâu. Trong 4 kim loại mà em vừa tìm đây cơ mà. Kim loại nào? Cũng có bạc này, có sắt, có nhôm, có đồng đấy. Cái loại nào hoạt động mạnh? À sắt. Rồi. À cho em nghĩ là sắt. Rồi. Thế còn cái loại yếu nhất là cái loại nào? Bốn cái loại này thôi nhá. Bạc. À, bạc là cái loại yếu nhất. Rồi. Cảm ơn bạn Đại. Bạn Đại, đấy là ý kiến của bạn Đại là cái loại mạnh nhất ở đây là cái loại sắt. Các bạn đã biết tên con kiến không? À, không phải biết là em nhôm. Rồi cảm ơn các bạn đã tham gia vào trò chơi của cô. Vậy thì qua phần này chúng ta cần phải khắc sâu hơn nữa về dễ hoạt động kim loại để tránh sự nhầm lẫn của Đại hôm nay, được chưa? Rồi nhưng bạn Đại cũng đã xuất sắc ở phần thi thứ nhất, vậy thì cô sẽ thành tặng cho bạn Đại và bạn Minh sẽ tiếp tục và tham gia trò chơi hỗ trợ cô những trò chơi tiếp theo nhé. Bài này có hai nội dung thì chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung thứ nhất. Sẽ hoạt động hóa học của kim loại. Và đã trả lời được câu hỏi đó, chúng ta vẫn đang xuất bản 3 nhiệm vụ về nhà. Đây là hiện xét về đường nghiệp của cùng.
Đối với nhiệm vụ thứ nhất là việc xem video. Thì đây một tín hiệu rất đáng mừng với cô. Đó là ở lớp 9B có từ 7-9 người các bạn xem video bài giảng. Học các em học bài xem video rất là kỹ. Nội dung thứ hai đó là hoàn thành phiếu học tập số 1 và gửi lên nền tảng Asana. Thì ở phần này cô nhận được kết quả là 37/38 bạn đủ. Sau đó cô có hỏi có bạn Nguyễn Minh là không đủ vì lý do bạn ốm. Thế bạn Nguyễn Minh có tham gia học em? Và sau cái việc là mô tả lại hiện tượng của các thí nghiệm mà các em quan sát qua các video, cô nhận thấy là các bạn đã rất tích cực làm, trong đó có rất nhiều bài mà rất là nổi trội. Đặc biệt ở đây các bạn nhìn thấy của bài này, bài của bạn Vi trình bày rất là sạch sẽ, mô tả rất là chi tiết hiện tượng. Ngoài bạn Vi ra thì cô nhận thấy ở chữ B còn rất nhiều bạn nữa cũng trình bày đẹp. Bên cạnh những bạn mà trình bày tốt, cô cũng thấy là đáp đáp mặc dù là cái con số này nó ít thôi, có một số bạn thì trình bày rất sự cẩn thận, chúng ta còn tẩy xóa lại những bạn này, chúng ta sẽ kinh nghiệm nhé. Và tiêu biểu ở nội dung đủ thiếu học tập ở cô tuyên dương các bạn xong, và đó là bạn Vi, bạn Anh Thư, bạn Đại, bạn Linh, bạn Mai Phương, bạn Lộc, bạn Kim Anh, một số các bạn khác nữa hoàn thành thiếu học tập. Ở trong thiếu Arizona thì cô giáo có một nội dung tìm hiểu thông tin của các bạn thông qua bài học, thì ở đây bạn học viên được trình bày rất có rất nhiều cái mong ước nguyện vọng của mình và cũng như kiến thức bạn học được qua bài. Ở đây thì cô tổng hợp qua các phiếu thì cô chỉ cần quan tâm đến những vấn đề mà các em còn gặp khó khăn, thì cô thấy đủ trội lên khó khăn mà các bạn đề xuất ở trong phiếu, thì đấy là các em còn chưa rõ và câu hỏi là làm sạch với những là câu hỏi số 5 ở trong bài tập trắc nghiệm, còn khó khăn trong việc mô tả tượng và đề xuất và nguyện vọng của các bạn đó là được xem thí nghiệm, trò chơi và được tặng quà. Thế thì trong giờ ngày hôm nay cô giáo sẽ cố gắng làm sao đáp ứng được tốt nhất để giải quyết khó khăn và nguyện vọng cũng như là đề xuất của các em. Sẽ còn nhiều trò chơi ở rất nữa như các em cũng sẽ được làm thí nghiệm. Nội dung số 3 đó là về việc làm câu hỏi trắc nghiệm ở trên Google Form. Thì việc cô giao cô nhận được kết quả như sau: có 41 lượt các em tham gia trả lời và với điểm trung bình là 6.68. Và ở đây cô nhận được hơn 5 điểm người. Tuy nhiên là ở đó cũng có một vài bạn có điểm chưa cao, thì chúng ta sẽ chỉ ra cái điểm của mình sau. Trong quá trình tổng hợp cô nhận thấy đó là cái câu hỏi của bạn Phùng Sai hỏi trắc nghiệm đó là câu hỏi số 4 và số 5, thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân và khắc phục cái lỗi sai ở trong bài học. Ở phần câu hỏi trắc nghiệm của con và cô tuyên dương các bạn là Lê Minh, bạn Ly, bạn Phan, bạn Chi, bạn Linh, bạn Khoa và bạn Hoa là những bạn có kết quả đạt điểm tối đa là 10. Ngoài ra có rất nhiều bạn có được điểm 8. Đây là khoảng. Vậy thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi của cô. Học ở nhà thì cô đã giới thiệu với các bạn thứ nhất, các bạn của họ cô đối tác thì bạn kiện. Sau khi em xem video bài giảng với các thí nghiệm, cô giáo có thiết kế các nội dung câu hỏi để em nhớ lại hiện tượng em đã ghi ở trên phiếu. Đối với câu hỏi số 1 thì cô giáo nhận thấy kết quả là tương đối cao là 35 bạn. Tuy nhiên là vẫn có bạn một số bạn chọn nhầm. Thì ở đây hiện tượng ở câu hỏi số 1 thì liên quan đến ở câu hỏi số 1 và thí nghiệm số 1 và thí nghiệm số 2. Các bạn thấy hiện tượng rõ ràng. Ý thứ nhất của cô liên quan đến thí nghiệm một có tấm màu đỏ tạo hoàn cảnh sót lại thí nghiệm số đây. Thế như vậy là những ba bạn mà chọn đáp án sai ở câu này ấy, tỏ là các bạn chưa xem lại cái phiếu học tập của mình đã đi ở nhà bạn. Ở cái đáp án phần B đấy hai là liên quan đến thí nghiệm sai, các bạn nhìn thấy đây là cái chất tấm màu sáng rất là rõ ràng đây đúng không ạ? Đấy, và vì là kim loại sắt hoạt động học mạnh kim loại đồng nên đối đẩy với kim loại đồng. Đây, sau khi xây dựng được em sẽ nhìn vào yeah. Vậy ở đây chúng ta đã cho hai điểm cùng đó. Vậy bạn nào trong cô giáo biết là điểm giống nhau thì điểm giống nhau thì một điểm bạn Đại không? Điểm giống nhau phải phải
của cả hai thí nghiệm này thì đều chung một đặc điểm, đó là gì ạ? Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi sinh tử cuối. Thì đây là một cách để các nhà khoa học cũng như là các nhà khoa học để xác định xem là kim loại nào hoạt động mạnh, kim loại yếu. Đó là người ta cho kim loại đó với một khác. Và đây bạn lại vừa nhắc lại thì rất là quan trọng, các bạn cần quan tâm, đó là các kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi sinh tử cuối. Và tiếp theo câu hỏi chúng ta cùng sang câu hỏi số 2, câu hỏi thầm này. Câu này thì mục đích của cô là cho các bạn tái hiện lại thí nghiệm số 3 và thí nghiệm số 4. Và câu hỏi của cô là ý là cô phải không đúng hiện tượng thí nghiệm. Các bạn nhìn vào thí nghiệm số 4. Đó, đây là viên mẫu natri đang co tròn sẽ lên trên mặt nước. Còn em đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta phải là đáp án C đúng không ạ? Cũng rất may là lớp chúng ta cũng có tới 34 bạn trả lời đúng câu hỏi này. Chúng tỏ các bạn quan sát video đi lại trận tượng rất là kỹ. Còn những bạn khác thì mô tả hiện tượng chưa được chính xác thì chúng ta cố gắng rút kinh nghiệm. Khi chúng ta làm, ta có thể mang cái phiếu học tập đã ghi ra rồi thì xem lại để làm bài tập cho chính xác hơn nhé. Ta sang bài tiếp theo là cô vừa giới thiệu với các bạn bốn thí nghiệm. Vậy câu hỏi bây giờ đặt cho các bạn, qua bốn thí nghiệm này cũng từ các kim loại mà ta được nêu tên cho bốn thí nghiệm, em hãy xếp cho cô qua bốn thí nghiệm này. Không em. Em đã biết được. Dưới thí nghiệm. Ở bên dưới đây không biết mà. Em bảo vợ. Vợ của các em hỏi qua bốn thí nghiệm. Chúng ta nhận xét bài làm của bạn nha. Thì giải quyết cho mình có đấy. Chúng ta em nhận xét nào. Có là A trải nghiệm số 4 đi mời. Mời em. A sẽ nằm ở vị trí nào em? À, sau H và trước A G không nhỉ? Vậy thì qua bài học trước thì cô cũng đã giới thiệu với các bạn về nguyên tắc xây dựng dãy. Nguyên tắc sắp xếp. Các bạn nhắc lại với cô nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố sắp xếp hoạt động là gì nào? Theo chiều giảm dần. À, mức độ hoạt động. Tập em. Các bạn đã lên sắc. Đấy, chỗ tập. Đã chuẩn bị chữ xếp. Mà cái ghế của con gái. Và đây chính là nội dung của câu hỏi số 3. Đấy, các bạn cũng nắm tương đối chắc. Tuy nhiên là lỗi ở đây ấy, thì có 6 bạn để chọn cái đáp án A. Thì cô nghĩ rằng là đây chỉ do là các bạn vội quá, các bạn chỉ nhìn thấy các chữ giảm dần rồi các bạn bấm vào thôi. Chứ ở đây là chúng ta phải nhớ là giảm dần về cái gì? Giảm dần về mức độ hoạt động hóa học của kim loại nhá. Và cô cũng đã giới thiệu với các bạn dãy hoạt động. Của một số kim loại thôi. Cô giáo cũng đã giới thiệu cả bài đọc văn nữa. Bây giờ cô giáo mời một bạn lên viết lại thứ tự của các kim loại ở trong dãy hoạt động đó cho cô. Ở các bạn theo dõi lớp, các bạn đi vào sổ cô đi.
Chúng ta nhận xét về giấy hoạt động của bạn bạn Nam tên gì em nhỉ? Tên là gì em? Thái. Chúng ta nhận xét về kết quả của bạn Thái nào. Chưa có kết quả bài làm của mình. Như thế hoạt động. Cô mời đại diện của nhóm số 5 nhận xét bài của bạn Thái nào. Có bây giờ phải xe rồi. Thì đây là cô giáo yêu cầu là bạn tên một số thế là nó kim loại thôi, bạn Thái đã tìm hiểu thêm và bạn Thái giới thiệu và cả dạy kim loại hoạt động mở rộng nữa. Sau này các em lên lớp 3 thì các thầy cô sẽ giới thiệu với các em dạy hoạt động nhiều kim loại hơn. Thế còn bây giờ trong sách giáo khoa thì tạm thời chúng ta đang giới thiệu mà chưa có cái này thì các bạn để và cũng không sai các bạn nhé. Đây là cái dạy hoạt động mở rộng các bạn nghiên cứu mở rộng càng tốt. Và trong vị trí này thì có vị trí đặc biệt đó là của anh Đô. Mặc dù nó là vị trí nhưng mà nó lại chiếm một vị trí rất là đặc biệt ở trong cái vậy thì phần một ở đây các bạn cần nắm chắc cho cô nguyên tắc để sắp xếp các kim loại theo mức độ hoạt động đó là giảm dần về mức độ hoạt động và đây là giới thiệu một số dãy của một số kim loại. Vậy căn cứ vào dãy này một bạn không biết là kim loại nào sẽ hoạt động mạnh nhất đấy ạ. Đấy, kim loại nào đầu vàng? À, kim loại nào yếu nhất em? Vàng thì rất chính xác, được chưa? Cảm ơn em. Vậy bây giờ cô để làm tốt hơn, cô cho ta chuyển sang nội dung khác nhé. Ta sang phần lý tập. Tôi có câu hỏi thứ nhất dành cho các bạn. Câu hỏi thứ nhất đó là dựa vào giấy hoạt động thì các bạn hãy xác định tên kim loại kẽm với lại kim loại đồng. Thì chúng ta sẽ ghi lại hiện tượng bỏ phiếu cá nhân. Sau đó thì chúng ta quay trở lại thảo luận theo sự
cửa. Các bạn đã có yêu cầu chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác để chúng ta thực hành. Cô giáo sẽ có những hướng dẫn chung thôi. Thứ nhất là các bạn lấy đúng tên, nhãn mác hóa chất và đúng thứ tự của giáo hướng dẫn. Và thứ hai, các bạn đeo găng tay rồi đúng không ạ? Thì các bạn ở đây lấy hóa chất ở đây, cô chỉ mô phỏng và thao tác, cô cũng sẽ không đeo găng tay. Sẽ gồm có hai pha hóa chất, đó là hóa chất rắn và hóa chất lỏng. Thì các bạn sẽ lấy hóa chất lỏng vào ống nghiệm, các bạn dùng tay bóp nhẹ vào công tơ hút. Và các bạn riêng phần này các bạn không để quá xa như thế này, và các bạn không chọc sâu nữa bên dưới, và các bạn không để cái này thật biệt đâu, các bạn bóp phải được chưa ạ? Cái hai thứ nghiệm đều theo nguyên tắc chung là các bạn sẽ lấy pha hóa chất lỏng trước rồi lấy hóa chất rắn cho bạn. Khi lấy hóa chất rắn, ví dụ như viên kẽm và dây bạc, bạn không thả trực tiếp mà các bạn hơi nghiêng ống nghiệm và các bạn thả vào để cho khi loạn rơi từ từ cú đáy. Các bạn có thao tác thí nghiệm của mình chưa? Phần thí nghiệm của các bạn chỉ có thời gian là 7 phút. Xin mời các bạn thực hiện thí nghiệm của các bạn trên. Thời gian làm thí nghiệm cho các bạn bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn còn 2 phút 42 giây nữa nhá. Các bạn có 54 giây nữa nha. Đây là kết quả của nhóm mình. Đầu tiên ở ứng nghiệm số 1, ứng nghiệm thứ 1 là cho bên kẽm vào ống nghiệm HCuSO4. Nhóm mình thấy được hiện tượng là có chất rắn màu đỏ bóng ngoài bên kẽm. Quy trình hóa học của nhóm mình là ZN cộng CuSO4 tạo ra ZnSO4 cộng Cu.
ở ống nghiệm thứ hai cho dây đồng vào ống nghiệm hai dung dịch ZnSO4, nhóm mình không thấy hiện tượng gì xảy ra. Nhóm mình đưa ra kết luận là ZnSO hoạt động mạnh hơn CU. Nhóm mình xét ZnSO4 ở thí nghiệm thứ hai, ở ống nghiệm thứ ba cho viên kẽm vào ống nghiệm có dung dịch HCl, hiện tượng nhóm mình thấy được là chủ vật khí quy trình hóa học là ZN cộng HCl tạo ra ZnCl, nhóm hai và HCl. Ở ống nghiệm thứ 4 cho dây bạc vào ống nghiệm có dung dịch HCl, hiện tượng là không có hiện tượng gì xảy ra. Nhóm mình đưa ra kết luận là ZN hoạt động mạnh hơn Ag và ZnAg. Đây là phần kết quả của nhóm mình, mời các nhóm đưa ra nhận xét chung. Mời nhóm bạn Phi. Đây là cách xét, nhưng mục đích thí nghiệm của cô ở đây thì chỉ là so sánh độ hoạt động của kẽm với bạn thôi, cho nên bạn hoàn toàn có thể không cho hydro đây cũng được. Còn hiện tượng bổ sung cái gì nữa không ạ? Cảm ơn ý kiến. Còn nhóm bạn bên kia có ý kiến? À, còn một hiện tượng nữa đó là viên kẽm phải tan dần đúng không nhỉ? Các bạn nhìn nhé. Đó. Các bạn nhìn lại ống nghiệm của mình xem viên kẽm có còn không? Còn. Còn nhóm nào có ý kiến gì nữa không? Nếu không mời thì em phải kiểm thủ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn các nhóm đã hoạt động. Cô thấy là các nhóm hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên là có một số các bạn thì thấy là hay các bạn kiện là các bạn hơi run. Bởi vì có các thầy cô dự cho nên là các bạn như vậy thì hôm nay các bạn chị B đã thấy được kiểm chứng lại thí nghiệm chúng tôi yêu cầu, đó là chúng ta sẽ kết luận được các kim loại kém và các nhà khoa học đã làm việc rất là tích cực. Hy vọng rằng nếu có lần sau hoạt động các bạn sẽ làm được tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại vào lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại vào lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn bốn cảm xúc. Và chúng ta sẽ xác định cho cô xem là những cảm xúc nào ở đây chia là bốn nhóm, mỗi nhóm hai cảm. Các bạn xác định cho cô xem là cặp nào xảy ra cảm xúc. Cặp thứ nhất, cô mời bạn Huy. Cặp thứ hai, em lên bảng em biết là góc bên kia. Cặp thứ hai, em sẽ biết là góc bên này. Sau khi hai bạn mà Minh xong thì sẽ đến hai bạn khác sẽ tiếp tục. Và các bạn ở bên dưới đường cũng thực hiện cô vào cỏ nào. Nào xảy ra thì em biết công trình, còn không xảy ra thì em thấy đồ cạnh kéo nhá.
Rồi bạn Minh đã xong. À, nhóm số 3 là à cô mời em. Số 4. Các bạn đã xong rồi, giờ chúng ta quay trở lại. Đây có câu hỏi này để phục vụ cho các bạn. Ở đây chúng ta thấy này, ở để giải quyết cho câu hỏi của các bạn hay sai nhất ở phần làm việc, ở phần làm việc về nhà. Các bạn không biết câu hỏi này là sạch nguồn. Thì ở đây các bạn lưu ý giúp cô. À, nếu như các bạn còn nhớ câu hỏi số 5 không ạ? Để các bạn sai rất nhiều, thì các bạn sẽ còn nói cho mình hết cách để làm sạch chương trình muối đây, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cũng đã cho bạn xếp 4 cả. Tạp chất ở đây các bạn cũng loại bỏ, đó chính là CO4. Còn chúng ta chỉ giữ lại là dung dịch chết rồi CO4 thôi. Nếu như cô dùng Mg thì Mg cũng không phản ứng với cả hai chất này. Vậy chúng ta biến chất cái dung dịch của chúng ta nguyên vẹn rồi thì chúng ta sẽ không đạt mục đích, đúng không ạ? Rồi, còn tiếp tục. Nếu như mà cô dùng trường hợp số 2 là dùng sắt thì sắt thì để chuyển cái tạp chất của chúng ta từ COS4 để tạo thành FeS4, như vậy cũng không được, đúng không ạ? Nếu như cô dùng đồng thì ở đây bạn xác định là kim loại đồng phản ứng với kim loại kẽm cũng không phải. À, thì kim loại đồng làm sao ạ? Yếu hơn cho nên phản ứng này đồng làm sao ạ? Không thể kẽm. Trường hai cũng không xảy ra phản ứng. Vậy thì cả hai trường hợp mà không xảy ra phản ứng thì cho vào không có gì, đúng không ạ? Trường hợp phần D cuối cùng. À, bản thân kẽm thì không đẩy kẽm, còn kẽm đẩy được đồng. Và chúng ta so sánh cái dung dịch mà chúng ta thu được với dung dịch ban đầu đó là 1. Còn cái đồng này nó sẽ bám vào ngoài dây kẽm như thí nghiệm chúng ta vừa thực hành và chúng ta nhấc lên là chúng ta được cái tinh tiết. Đây là một dạng bài tập mà gặp rất nhiều ở trong phần chương kim loại. Và có một mẹo nhỏ chia sẻ là nếu lần sau các bạn gặp trường hợp bài này, làm sạch với dung dịch muối và cùng gốc các kim loại thì làm sạch muối nào bạn sẽ chọn luôn được cô kim loại của muối đó. Còn vừa rồi là cô giáo dạy các bạn về bản chất. Vậy nhá. Ở nguyện vọng của các bạn là được tham gia trò chơi, thì tuy nhiên là do thời gian chúng ta làm thí nghiệm nó hơi mất thời gian, cho nên là cái phần lẽ ra tham gia tiếp một trò chơi nữa thì chúng ta sẽ hẹn kịp khác. Cô giáo sẽ củng cố cho các bạn bằng cách tham gia các câu hỏi thí nghiệm nhưng mà không phải dưới dạng trò chơi nữa, và cô giáo sẽ chiếu lần lượt các bạn sẽ suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi nhất. Cô giáo có 4 kim loại. Cô đã câu hỏi đã rõ ở trên bảng rồi. Mg, Cu, Fe, Zn. Kim loại nào hoạt động mạnh nhất? À, bạn suy nghĩ. Cô mời bạn Nam ngồi ở nhóm số 5. À, phần của bạn là phần chọn đáp án C. Có bạn nào có đáp án khác không? À, cô mời bạn đứng ở nhóm số 6. À, bạn chọn đáp án nào? Vậy thì đáp án nào của bạn mới là đáp án đúng? Còn đây là đáp án của cô, chúng ta kiểm tra xem. Rồi, em giải thích giúp cô tại sao mình xác định đây là Mg kim loại đồng. À, Mg đứng đầu trong tất cả các kim loại này nên kim loại mạnh nhất. Đúng chưa? Bạn Nam, chúng ta cần phải xét thứ tự theo chuẩn chính xác hơn nhé. Cô chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2. Các bạn đọc và suy nghĩ giúp cô. Và đáp án của cô cũng là đáp án A.
ở đây câu hỏi ngược lại là không phải theo thứ tự giảm dần nữa mà câu hỏi tăng dần, thì em xác sẽ chiều bắt đầu từ ngược lại đúng không ạ? Từ CU rồi đến gì ạ? FE, ZN, AL rồi NA và K. Sang câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3. Công ty loại nào sau đây để làm sạch vật dụng đây ạ? Làm sạch muối của CU nó bằng cả hai lần. Vậy thì chúng ta sẽ chọn kim loại nào đây ạ? Câu hỏi thứ hai. Em chọn CU. Có bạn nào ý kiến khác không? Câu hỏi em. Em chọn là A. Một bạn, hai bạn ngồi cạnh nhau nhưng mà hai đáp án khác nhau. Rồi, vậy thì đáp án của cô là đáp án nào? Đó là đáp án B đúng nhỉ? Lấy cô giáo đã lưu ý rồi nhưng bạn ngồi bên cạnh bạn Thái lại chưa nhớ được điều đó. Vậy thì chúng ta cần tìm ý nhá. Cô sẽ có 3 câu hỏi thôi, phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Ở trên này, cô giáo muốn giới thiệu mở rộng với các bạn một chút kiến thức. Hình ảnh, những hình ảnh ứng dụng ở trên bảng mà cô chia sẻ, giúp em liên tưởng những kim loại nào sẽ hoạt động. Cô em liên tưởng những kim loại nào sẽ hoạt động. Cô mời bạn nhóm số 6. Kim loại đồng. Thế mà trong thực tế thì mình có dùng được kim loại đồng tinh khiết không em? Không đúng nhỉ? Các kim loại đồng ở trong thực tế thì chủ yếu tồn tại ở dạng quặng. Vậy làm thế nào các kim loại đồng được ứng dụng nhiều như thế? Thì phải mua được kim loại đồng tinh khiết đúng không? Rồi, sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn cho các bạn một phương pháp điều chế kim loại đồng gọi là phương pháp thủy luyện. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Phương điều chế kim loại khác gọi là thủy luyện. Phương pháp này thường được áp dụng đối với các kim loại có độ hành động trung bình rất yếu, CU, AG, AU. Đầu tiên, thành phần kim loại trong các quặng sẽ được chuyển thành ion trong dung dịch bằng cách hòa tan quặng bằng các dung dịch thích hợp như H2SO4, NaOH, NaCN. Những phần không quan trọng trong quặng tách ra khỏi dung dịch. Tiếp theo, ta khử các ion kim loại trong dung dịch. Các kim loại có tính khử mạnh như Fe, CN để thu được kim loại tinh khiết. Vừa rồi ta giới thiệu là sử dụng kim loại mạnh để kim loại yếu hơn khỏi dung dịch muối. Thì cái từ này, thuật ngữ này các bạn cũng hiểu không na, đó là kim loại mạnh. Nhưng chúng ta rất dễ thể là đẩy kim loại yếu khỏi dung dịch muối. Được chưa? Vậy các bạn về nhà có thể tìm hiểu thêm những phương pháp khác nữa ngoài kim loại nhé. Vừa rồi thì cô giáo đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu nội dung thứ nhất của bài dạy hoạt động học kim loại được xây dựng như thế nào, đưa ra dạy hoạt động và học của một số kim loại quen thuộc. Các bạn về nhà cũng sẽ tìm hiểu thêm các dạy hoạt động mở rộng để chúng ta có thể tốt hơn. Và các bạn ghi nhớ dạy hoạt động nay vẫn còn chúng bạn còn nhầm lẫn giữa thứ tự của các kim loại trong việc xác định mạnh yếu. Thì cô hy vọng là sau một buổi nữa về nhà các em ôn luyện, các em sẽ có kết quả học tập tốt hơn. Để chuẩn bị cho bài hôm sau, ta sẽ học phần 2 La Mã. Đó là phần ý nghĩa của dạy hoạt động kim loại. Rất là nhiều bài tập hấp dẫn. Thì các bạn sẽ về nhà vào hai đường link có chia sẻ trên nhóm của lớp mình. Các bạn sẽ làm như hôm trước và xem video rồi các bạn sẽ làm bài tập ở trên Google Form. Và để chuẩn bị cho bài tới thì cô giáo có một bài tập để cho các bạn chuẩn bị. Đó là bài tập về nhà. Các bạn chép cho cô bài tập này. Sau đó còn thời gian cô giáo sẽ hướng dẫn. Còn nếu không còn thời gian thì cô giáo sẽ cho các bạn về nhà. Các bạn sẽ chép cho cô vậy. Vậy hôm nay cô giáo sau về nhà các bạn sẽ nghiên cứu bài tập. Và nào có cách giải thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và sửa sắp tới các bạn nhé. Cô giáo cũng chia sẻ cả cái bài tập này ở trên nhóm lớp. Nhưng bạn nào mà chưa chưa kịp hoàn thiện nhé. Xin cảm ơn sự có mặt của các thầy cô và sự các em trong lớp ngày hôm nay. Xin cảm ơn.